đa số có đơn của mình. Đợi anh xíu không? Anh đang live stream. Ok. Bây giờ mình bắt đầu ghi. Ghi view gà trước nha anh em. Ổn không? Tiếng nghe ổn không? Mọi người nghe tiếng ổn không? Mọi người nghe tiếng ổn không mọi người ơi? Chả biết sao giờ cho nó hết lắc. Mọi người thấy ổn. Ồ, giờ không biết làm sao cho nó đừng có lắc đây. Bây giờ mình review quà gift và quay trước nha, từ cái món nhỏ nhất đến là chiếc xe mô hình nha các bạn. Ok, thì bây giờ là Duy sẽ nói về cái phần cái quà đầu tiên là những cái áo ha. Đây, đối với cái giveaway lần này thì Duy có 5 cái áo tặng cho 5 bạn. Thì với 5 cái, nếu mà bạn nào may mắn trúng cái áo này thì các bạn inbox cho Duy vô cái số điện thoại hoặc là bất kỳ món quà nào ở đây. Thì chẳng hạn như nếu mà áo thì Duy sẽ cho cái size cho các bạn nha. Ha, thì Duy sẽ gửi đúng cái size cho các bạn. Đó, thì bạn nào size nó Duy hay hoặc là nam mặc áo size gì thì cho Duy hay ha. Thì hiện tại Duy thì chỉ có màu trắng hoặc là màu đen thôi. Đó, thì đây là cái áo màu đen nè các bạn. Màu trắng. Ha, thì đó, thì bạn nào, tại vì hiện tại bây giờ là những cái áo này Duy để ở đây đúng size của các bạn nha. Thì có cái là XL, có cái là size L hoặc là M. Đó, nhưng mà bạn nào thì trúng được cái giveaway này á, thì xin cái size áo cũng như là màu sắc thì có thể chọn được trắng hoặc đen. Đó, thì hiện tại bây giờ thì Duy đang đặt một số lượng áo về để mà tặng cho các bạn nè. Thì dự kiến chắc khoảng tầm 2 tuần thì mới có đủ size. Còn nếu mà các bạn nào nếu mà sẵn có những cái size ở đây, nếu mà các bạn đúc bạn thì Duy gửi cho các bạn luôn. Còn không á, thì bạn nào mà muốn cái size khác á, mà Duy không có thì có không có sẵn á, thì Duy sẽ gửi sau nha. Ok không? Ok ha. Thì ở đây Duy có những cái áo như thế này. Tiếp theo mình sẽ nói tới cái phần quà tiếp theo ha. Đó là cái giải 3. Thì Duy sẽ tặng cho các bạn là một cái bình nước. Bạn một cái bình nước. Thì cái bình nước này cách nhiệt nha. Đó, đây là cái bình cách nhiệt nè. Các bạn thấy không? Nó có cái logo của Mercedes-Benz nè. Thì cái bình này màu trắng nó rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Ok nha. Cái bình này thì cũng không có gì để nói nữa. Thì Duy cũng có một cái này thôi. Ok, Duy bây giờ Duy tiếp theo. Tiếp theo là cái móc khóa. Tiếp theo là cái móc khóa Mercedes-Benz nha bạn, các bạn. Đây. Thì cái móc khóa này nó sẽ như. Đó, thì đây là cái giải mà giải nhì. Các bạn thấy không? Đây là cái móc khóa của Mercedes-Benz luôn. Ở phía sau này nó có cái mã code nè các bạn. Đó là cái hộp chìa khóa. Ok nha, bây giờ tiếp theo nha các bạn. Đến tiếp theo nữa là cái chiếc xe mô hình. Cái mô hình này chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Tại vì bữa rồi thì Duy cũng có quay sơ cho các bạn xem nha. Đó, thì hiện tại bây giờ chiếc xe này còn đang để ở trong hộp nè. Rất là tỷ lệ 1/18 nha. Bây giờ Duy sẽ khui cái hộp này ra luôn cho các bạn. Đó, thấy không các bạn? Ok, tiếp theo nha. Ok, bây giờ Duy sẽ để ở đây.
Ok, các bạn thấy hòa hết rồi đúng không? Bây giờ là mình bắt đầu quay luôn nha. Random luôn nha các bạn. Anh em nào sẵn sàng quay ok thì bắt đầu comment nha để Di bắt đầu quay số luôn. Các bạn nào có muốn xem quà lại nữa hay là vô luôn? Thì cái phần mềm mà Duy Random á là cái phần mềm đây giống như là trên hình nền của các bạn xem ha. Thì cũng đã load những cái comment rồi. Đó, bây giờ là ở trong đây nó có tổng cộng là 381 cái comment của các bạn ha. Nó bao gồm là 4. Ok, bây giờ là chúng ta bắt đầu là quay cái giải tư nha. Cái giải tư là 5 cái áo cho 5 bạn. Chúng ta quay tới các bạn. Ok. Bây giờ Di bắt đầu là random nha. List button to beat the winner. Đây. Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Ồ, bạn này là... Ồ. Ủa, comment là comment của Duy. Comment của Duy nha. Nguyễn Phạm Minh Nhật. Nguyễn Phạm Minh Nhật nha. Đúng không bạn? Nguyễn Phạm Minh Nhật đúng không? Ok, bây giờ Di sẽ chụp cái màn hình rồi bắt đầu là quay tiếp theo. Thì chúc mừng bạn Phạm Lê Minh Nhật. Đó, tại vì Di là trả lời cái comment này của bạn ấy thì là tặng cho bạn ấy một cái áo nha. Ok, bây giờ Di sẽ chụp cái màn hình này lại nha. Bây giờ Di sẽ chụp cái màn hình này lại. Ok, tiếp theo. Chưa, bây giờ để Di mở cái. Di sẽ mở cái Word lên. Bây giờ đợi Di xíu nha các bạn, chụp lại cái màn hình này để mà lưu lại các bạn nào mà đang được trúng giải á, thì Di sẽ nhớ. À, nó bóc ngay comment hả? Lê Phương ha, Lê Phương ok. Ok luôn nha, ok. Cho bạn Nguyễn Phạm Minh Nhật trúng luôn nha. Tại vì bạn ấy comment và Di trả lời cái. Ok, bây giờ tiếp theo thì Di sẽ quay nha. Ok, bây giờ Di sẽ quay tiếp theo nha. Ủa sao là toàn là comment của Di không vậy ta? Quang Huy Nguyễn Trần. Quang Huy à. Ok, bây giờ Di sẽ chúc mừng bạn Quang Huy Nguyễn Trần. Thì những cái bạn nào mà được liên hệ với Di nha, thì Di cũng sẽ chờ cho các bạn liên hệ lại với Di cho đủ thì Di sẽ gửi cho các bạn thôi. Ok, Di sẽ chụp lại. Rồi. Mừng bạn Quang Huy Nguyễn Trần nha. Ok, thì bạn ấy là tiếp theo được là một cái áo lần thứ hai các bạn nha. Thì tiếp theo nữa là cái áo thứ ba. Quay luôn. Bon Nguyễn. Bon Nguyễn, Bon Nguyễn, Bon Nguyễn. Ok, chúc mừng bạn Bon Nguyễn đã trúng cái áo số 3 nha.
Ok, bây giờ cái áo thứ tư thì Di sẽ quay. Tính không các bạn? Tính đi chứ. Chúc mừng bạn Bon Nguyễn nha, cái áo thứ ba nha. Bây giờ tiếp theo cái áo thứ tư nha các bạn. Ham đào. Ok, ham đào sẽ tính cho bạn ham đào này luôn. Thì nói chung là nó sẽ xuất hiện cái comment của bạn nào á, thì Di sẽ chụp lại thôi. Tại vì mà Sandra này á, thì nó sẽ tính là tất cả các comment. Đó. Ok, bây giờ Di sẽ chúc ham đào nha. Thì những bạn mà hồi nãy mà đã trúng được giải á, thì nhớ liên hệ với Di hoặc là comment cho Di nha. Ok, bây giờ Di chụp này. Để Di lưu lại nha. Tiếp theo. Được 4 cái áo rồi đúng không các bạn? Ok, bây giờ tiếp theo là đến cái áo cuối cùng. À, cái áo cuối cùng nha. Cái áo cuối cùng, cái áo số 5. Bây giờ bắt đầu Di quay luôn. Ok. Mong đến ngày được nhận Di. Chúc mừng bạn BTL Channel. Chúc mừng bạn đang là Channel nha. Mong đến ngày nhận được quà của Duy. Chúc mừng anh. Thì Duy sẽ liên hệ với anh hoặc là Duy sẽ chờ anh Channel này liên hệ với Duy nha. Thì các bạn biết cái số điện thoại của Duy rồi. Thì các bạn cứ cứ bằng tin nhắn SMS cũng được, hoặc là Zalo hoặc là Viber cũng được ha. Còn bạn nào mà có Facebook á, thì các bạn có thể là liên hệ Duy qua Facebook. Thì Duy sẽ lưu lại bạn BTL này. Thì đây là cái áo cuối cùng rồi, cái áo số 5. Chụp hình lại nha. Ok, đó là 5 cái áo rồi. Thì không biết là ở đây các bạn ở đây đang comment đó, có bạn nào đã được trúng giải chơi ta? Có bạn nào không? Ba cái đầu không hợp lệ à? Không hợp lại hả anh em? Trúng được 5 cái áo rồi nha. Thì bây giờ Di sẽ hình như không ai, hình như không anh ơi, đúng rồi, em chuyển xe. Bây giờ anh em nào mà thống nhất lại ba cái đầu á, thì anh em comment lại bây giờ cho Duy đi. Thì Duy coi coi số lượng của anh em không đồng ý là bao nhiêu. Tại vì thật sự ở trong đó, trong cái comment này nó có xuất hiện tên của những bạn đã comment. Thì tại vì là Duy trả lời cái tin nhắn của mấy bạn, cho nên là vẫn tính cho ba cái bạn đó nha. Ok, bonus 3 cái nữa đúng không? Bonus 3 cái nữa đúng không? Thôi bây giờ ba cái áo đầu tiên thì Di vẫn ba bạn đi. Hồi nãy là tại vì Di đã hứa rồi thì Di vẫn có bonus thêm nha. Anh em nào đồng ý không? Bonus 3 cái nữa nha anh em.
Thật sự á, lần này á thì Duy có 5 cái áo thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ Duy đang đặt về rất là nhiều áo, chắc sẽ có những cái giveaway tiếp theo nữa, và lần sau thì chắc chắn các bạn là áo áo nhiều hơn. Áo sẽ nhiều hơn nha. Thì vì Duy đang đặt tới 20 cái áo rồi. Đó thì để chủ yếu là tặng cho các bạn thôi. Ok nha, ba cái đầu vẫn tính nha anh em, ba cái đầu vẫn tính nha. Đồng ý nha, đồng ý nha. Ok, bây giờ chúc mừng năm bạn lại ha, năm bạn thì Di sẽ đọc tên năm bạn lại một lần nữa. Thì mình chốt luôn, mình sẽ không thay đổi. Một lát nữa Di sẽ bonus thêm cho các bạn nha. Thì đầu tiên chúc mừng bạn là Nguyễn Phạm Minh Nhật. Hai là Quang Huy Nguyễn, và bạn thứ ba là Bon Nguyễn, bạn thứ là Ham Giao, một comment ha, và bạn thứ năm, bạn cuối cùng là cái áo cuối cùng là BTNL Channel. Ok, bây giờ tiếp theo nha các bạn, mình bắt đầu là mình quay đến cái giải là giải ba. Giải ba là cái bình nước, một cái bình nước thôi. Ok, bây giờ mình quay quay giải cho cái bình nước này nha các bạn, giải ba nha. Thì Duy sẽ cho các bạn cái bình nước này. Đó, thì cái bình nước này là màu trắng rất là đẹp nha. Bình nước này bình nước cách nhiệt, các bạn có thể sử dụng để uống cà phê. Đó, ở đây thì nó có một cái lọc. Thì cái bình nước này nó rất, ở đây thì nó có cái logo của công ty Duy. À, còn ở đây thì nó có cái logo của Mercedes-Benz. Ok, bây giờ mình sẽ không nữa, mình sẽ bắt đầu cho cái bình nước giải 3. Ok, bắt đầu nha. Quay. Bắp ha ha ha. Bạn bắp ha 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 nha. Chúc mừng bạn bắp ha ha ha. Ok, chúc mừng bạn bắp ha được cái bình nước của Mercedes-Benz. Ok, chúc mừng bạn. Ha, bạn bắp này nhớ liên. Ok, bây giờ Duy sẽ chụp cái màn hình này lại để lưu lại bạn bắp ha bình. Ok. Tiếp theo nha. Tiếp theo nha các bạn. Bây giờ là đến cái của Mercedes-Benz. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái móc khóa của Mercedes. Áo, Phương comment là áo vẫn mặc hay hơn bình nước. Thì ok, thì lần sau Duy sẽ có rất là nhiều áo, tại vì hiện tại bây giờ Duy đang đặt áo về rất là, thì Duy sẽ tặng cho các bạn. Tại vì thật sự lần này á các bạn, Duy chỉ có 5 cái áo thôi. Nhưng mà lần sau này á thì chắc chắn luôn, mà theo cái kênh của Duy á thì chắc chắn thì hầu như là sẽ được nhận áo của Duy nhiều đó. Tại vì lần sau á Duy đặt về rất là nhiều luôn. Thì hy vọng là với 20.000 subscriber ha, hay là 15.000 subscriber ta, 15.000 subscriber nha, còn 20.000 subscriber thì Di sẽ tặng cái khác nhiều hơn. Ok không? Ok, bây giờ là Di sẽ bắt đầu quay số cho cái móc khóa Mercedes-Benz. Cái móc khóa này rất là đẹp luôn các bạn. Móc khóa này là bằng kim loại nha, nó mạ chrome nè, rất là đẹp luôn, rất là sáng. Để Duy sẽ để cho các bạn xem rõ hơn. À, các bạn thấy không? Thuận Minh hả? Anh Thuận Minh comment là em là sẽ giới thiệu anh Duy tặng. À, ok, bây giờ mình tiếp theo nha. Thì xin chúc mừng bạn Bắp ha ha. Thì được Duy được trúng cái phần quà là cái bình nước. Bây giờ Di sẽ không để các bạn đợi lâu nữa. Bắt đầu tiếp theo là
cái móc khóa này nha. Tiếp theo nha anh em ơi. Tiếp theo móc khóa nha anh em. Để em kêu bạn em vô đăng ký. Tiếp theo móc khóa nha anh em. Bạn Thiên Mai official comment là chưa bao giờ chơi mini game mà trúng được. Ồ, bạn Bắp Ha Ha, bạn Bắp Ha Ha đây rồi. Ồ, bạn Bắp Ha Ha đây rồi các bạn ơi. Ha Ha nè, ai cần bình nước không? Ai cần bình nước thì bạn Bắp tặng lại kìa. Chào An Bình. Tiếp theo cho anh em. Tiếp theo Duy sẽ quay cái móc khóa nha. Hy vọng là những bạn đang xem, đang có 44 bạn đang tham gia vào cái cuộc trò chuyện này, thì hy vọng là cái móc khóa này Duy sẽ dành cho 44 bạn đang comment ở đây. À, Facebook của em là Kim Ngu Bùi anh nha, anh sẽ gửi cho em Bắp Ha Ha nha. Kim Ngu Bùi nha. Ok, nhớ inbox cho anh bên Facebook nha Bắp. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu là quay cho cái móc khóa này. Tiếp theo nha. 1, 2, 3. Bạn Nguyễn Hoa có hai cái comment là ước gì có tiền mua S450 Coupe. Chúc mừng bạn Nguyễn Hoa. Thì Duy sẽ check lại nha các bạn. Nếu mà những cái bạn mà có trúng cái giải á, thì Duy sẽ check lại xem bạn có đăng ký kênh chưa, hoặc là có share trên Facebook, hoặc là có like video không. Thì các bạn có thể là những cái hình ảnh chụp trên cái màn hình smartphone của mình đó, thì gửi qua cho Duy. Nếu mà đúng theo các bước á, thì Duy sẽ gửi quà cho các bạn thôi. Anh ơi, giải cuối chọn đi, chọn trong bình luận cũ á anh. Ai chặn ông lắc đứng hình rồi. Anh em ơi lắc quá hả? Được chưa anh em? Vậy sao cho hết lắc vậy ta? Vậy sao cho hết lắc vậy? Vậy sao cho hết lắc vậy ta? Ok chưa? Facebook của anh là ở trong mấy cái video clip đăng Lực Nguyễn. Facebook của anh là trong cái phần mô tả đó. Tất cả những cái clip của anh trong cái phần mô tả thì anh đều có để link Facebook của anh. Facebook của anh là Bách Duy Trần. Anh em thấy mạng ok lại chưa? Mạng ok lại cho anh em. Thực sự cái phần mềm mà bạn Đinh Ngọc Hải có comment nè, là lần sau rút kinh nghiệm một comment anh. Thì thực sự các bạn, là cái phần mềm mà Sandra Secret nè, thì thực sự Duy cũng không có gành là pháp của nó, cũng như là cái nguyên tắc của nó là chọn cái comment như thế nào.
Tại vì Duy thì chỉ biết là cái phần mềm này nó shipper khác hay sử dụng á, cho nên là Duy sẽ sử dụng nó thôi. Thì thật sự các bạn, để mà trúng được những cái phần quà này thì nó cũng không có nhiều đâu, nhưng mà chủ yếu là cho anh em vui là chính đó. Nhưng mà những anh em mà được quay mà xuất hiện cái tên ở trên đây rồi á, nói là không hợp lệ á, thì thật sự nó cũng hơi là những anh em đó cũng hơi là đáng tiếc đó. Nhưng mà không, thật sự là Duy quay cho cái tên bạn nào ở trên đây thì Duy vẫn tính cho bạn đó ha, như thế để mà cho các bạn vui hơn. Tại vì nếu mà xuất hiện các bạn trong đây mà Duy không tính cho các bạn á, thì nó hơi hơi buồn đó. Thì không sao đâu các bạn, thì những anh em á, thì theo dõi Duy, Duy cũng sẽ thường xuyên có những cái giveaway như thế này để mà tặng cho anh em đó. Thì tiếp theo nữa đến và cuối cùng nha, là cái chiếc xe Mercedes-Benz, chiếc xe Mercedes-Benz nha. Thì Nguyễn Hoa nha, bạn Nguyễn Hoa nhớ là liên hệ với Duy đó, thì Duy sẽ gửi tặng cho các bạn. Thì nếu mà trong một tuần á, công bố luôn, nếu mà trong một tuần mà những bạn mà đã được trúng giải á, mà không có liên hệ với Duy á, thì Duy sẽ phần quà lại cho người khác, hoặc là cái phần quà đó Duy sẽ để đó, cũng như là để lần sau Duy sẽ tiếp tục cộng vào cái phần giveaway lần sau, được không? Ok, bây giờ Duy sẽ lưu lại cái trang của bạn Nguyễn Hoa, là bạn sẽ được cái móc khóa là Hoa. Ok, bây giờ tiếp theo giải cái chiếc xe mô hình. Ok, bây giờ tiếp theo cái xe mô hình nha anh em. Bây giờ cái xe mô hình này á, thì bắt đầu là Duy sẽ quay nha. Đó, thì cái chiếc xe mô hình này nó rất là đẹp luôn. Thì Duy cũng sẽ rất là thích cái chiếc xe mô hình này. Thì các bạn mà không trúng được giải á, hoặc là các bạn đừng đừng có buồn nha. Tại vì là thật sự với chiếc xe siêu, nó chỉ có một chiếc xe duy nhất thôi. Và cái chiếc xe COS này á các bạn, nếu mà bây giờ các bạn muốn mua nữa cũng sẽ không có đâu, rất là khó mua luôn. Tại vì cái mẫu chiếc xe COS này á, nó rất là bản chất đó các bạn, cái xe thật á nó cũng đã rất là hiếm luôn, nhưng mà mô hình này á, thì nó chỉ có một chiếc duy nhất thôi đó. Thì nếu mà các bạn mà chẳng hạn như bây giờ mà Duy muốn mua thêm một chiếc xe mô hình này nữa để tặng cho các bạn cũng không có, tại vì Mercedes-Benz bên Duy hiện tại bây giờ chỉ có một chiếc xe này duy nhất thôi. Và có thể đây là cái chiếc xe mà duy nhất ở Việt Nam tại. Thì bạn Ka Chu Ti thì nói là cái app này hơi khó anh ơi. Thì cái app này á, thì thật sự là cái phần mềm random thôi, nó cũng sẽ không có phải là sắp đặt đâu, cho nên là Duy nghĩ là cho dù random nào đi nữa thì nó cũng mang cái tính chất là công bằng, tại vì không có ai sắp đặt ở trong đó hết, tự động nó sẽ ngẫu nhiên, nên là anh em đừng có nghĩ là cái phần mềm này nó không có tốt. Thực sự nếu mà quay trúng người nào thì người đó được thôi các bạn, không có vấn đề gì hết. Nếu mà cái phần mềm này á, mà nó sẽ tính là tất cả những cái comment á, nó không có tính là comment của người nào á, để lần sau tốt hơn nữa. Nếu mà các bạn nào muốn có nhiều cái cơ hội hơn á, thì các bạn có thể là comment nhiều hơn, thì như thế sẽ hay hơn. Tại vì đây là cái phần mềm mà có thể là nó dành riêng cho YouTube rồi, thì Duy nghĩ là thì YouTube á các bạn, nó đánh giá là bằng cái lượt comment đó, comment càng nhiều á, thì cái video clip đó nó còn càng có giá trị. Thì cho nên là những bên nhiều cho Duy á, thì Duy nghĩ là để cơ hội mà trúng được cái phần quà này nhiều á, thì
Đó là một điều gọi là hợp lý đề gì ha. Đó anh đừng chặn bắp ha, em Facebook Kim Ngu Bùi đó, anh đừng chặn, anh chặn Messenger em rồi. Ồ anh không đã chặn gì đâu, nhưng mà nếu mà em không có cái liên hệ được với anh trên Messenger Facebook á thì bắp có thể là liên hệ với của anh thôi. Đó thì bắp chỉ cần là chụp cái fanpage, không phải chụp cái YouTube channel của em, cũng chụp cái màn hình mà em đã share cái video clip của anh trên Facebook, hoặc là những cái mà thể tham gia cái giveaway này thì chỉ cần gửi cho anh thôi, qua Zalo cũng được hoặc là do qua bờ cũng được ha. Bạn Đăng Lực Nguyễn comment là comment nhiều có cơ hội hơn không nhỉ? Thì thật sự Duy cũng không có rành đâu các bạn. Duy không có rành là comment nó có cơ hội nhiều, thì Duy nghĩ là comment càng nhiều thì nó càng càng có cơ hội nhiều hơn thôi, tại vì có thể là cái phần mềm này họ và ngẫu nhiên mà đó quay trúng cái comment nào đó thì nó thể hiện cái comment đó thôi, tại vì trong đây nó có tới 381 cái comment, là tổng cộng cái comment kể cả là Duy trả lời cho các bạn cũng như là các bạn đã comment. Ê, comment là lần sau comment 100 lần chắc là bao trúng. Có thể đó, có thể đó là Linh, là comment càng nhiều thì cơ hội trúng càng nhiều đó, thì hy vọng là lần sau thì các bạn comment nhiều hơn để mà tăng cái cơ hội trúng lên bắp ha. Thôi bây giờ là các bạn muốn là đến cái phần quay giải cho chiếc xe này luôn ha. Bắt đầu xe mô hình luôn nha. Bắt đầu xe mô hình luôn nha anh em. Bạn Duy Nguyễn, bạn không phải, bạn D Nguyễn comment là 1.000 lần cho chắc. Anh thử chọn bạn Kachun TV, anh thử chọn đi, còn một phần quà à. Dạ vô đi anh. Nay anh thay vì mua xe đắt tiền thì mua nhiều áo đi anh. Không tin anh vào Facebook Kiệt Huỳnh KT. Bạn bắp anh nhắn tin nhé. Vinh Thanh vô anh ơi, phần quà cuối quay đi anh. Mong đợi mỏi mòn. Ok. Là đến cái phần quà, đây là một chiếc xe COS nha. Hy vọng là hiện tại đây là có 52 bạn đang comment ở đây á, thì hy vọng là 52 bạn sẽ là một trong những cái người có thể là giải này. Thì thật sự Duy vẫn thích cái chiếc xe mô hình này mà sẽ dành cho những cái bạn đang xem trực tiếp như thế này nè. Đó thì Duy vẫn sẽ thích hơn. Ok, bây giờ Duy sẽ quay luôn nha. Quay nha, quay nha. Bạn Nguyễn Hòa thì đã comment rồi. Bây giờ tiếp theo nha các bạn. Bạn Nguyễn Hòa. 1, 2, 3. Nguyễn Tú. Cầm trực tiếp trên tay đi Duy em. Nguyễn Thanh Tú. Bạn Nguyễn Thanh Tú có đây không? Bạn Nguyễn Thanh Tú. Bạn Nguyễn Thanh Tú có đây không? Bạn Nguyễn Thanh Tú. Nguyễn Thanh Tú nha, cái phần quà đặc biệt nhất của ngày hôm nay đó là chiếc xe mô hình CLS, tỷ lệ là 1 trên 18 nha. Bạn Thanh Tú có ở đây không?
Bạn Thanh Tú nhớ liên hệ với Duy nha. Nếu mà trong một tuần mà bạn Thanh Tú không có liên hệ được với Duy cũng như là thể hiện show ra được những cái thể lệ mà tham gia với Duy á, thì Duy sẽ để cái phần quà này cho các bạn lần sau, cho các bạn lần sau nha. Còn bonus nha các bạn, còn bonus nha. Chúc mừng bạn Thanh Tú. Chúc mừng bạn Thanh Tú Nguyễn. Bạn Thanh Tú Nguyễn này á, thì chỉ có một cái comment thôi. Bạn Thanh Tú. Thanh Tú ha, đạt giải được, trúng được cái giải là chiếc xe mô hình. Trúng cái xe mô hình. Hình như là bạn Thanh Tú không có đang xem thì phải. Bạn Linh Lê comment là Tú đang đi cách ly rồi. Bonus thì ai có mặt trong stream mới chọn đi nha. Ok, nhất định luôn. Đinh Ngọc Hải nha. Thì cái phần bonus này Di sẽ dành riêng cho những bạn đang có mặt tại trong cái buổi live ha, thì thống nhất với ý kiến của bạn Đinh Ngọc Hải nha. Ok, thống nhất với ý kiến bạn bạn Đinh Ngọc Hải nha. Ok, bây giờ Duy sẽ lưu lại cái bạn Thanh Tú Nguyễn này để mà nhớ là trao quà cho bạn. Bạn Thanh Tú Nguyễn nha, thật sự đây là cái món quà mà Duy cũng rất là thích và hy vọng và Duy nghĩ là chắc chắn là tất cả những cái bạn tham dự cái giveaway lần này thì đều mong muốn là trúng được cái chiếc xe mô hình này. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, thì các bạn không trúng được cái chiếc xe mô hình lần này còn những lần sau nữa mà, tại vì Duy cũng sẽ còn rất là nhiều những cái chiếc xe mô hình như thế này để mà tặng cho các bạn nha. Ok, Duy sẽ tiếp theo đến cái phần mà quay bonus. Ok, ai trúng la lên nha. Bạn Vinh Thanh đang comment ai trúng la lên. Ok các bạn, thì nếu mà các bạn có xem những cái clip mà của Duy á, nếu cái clip của Duy mà hay review xe á, thì chắc chắn các bạn biết cái phần quà này là gì rồi. Thì cái phần quà này á là cái phần cho khách hàng mua xe Mercedes-Benz nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Duy đang có một cái phần quà như thế này, thì sẽ tặng cho các bạn bonus cho các bạn và cho những bạn đang like trực tiếp ở đây thôi. Đó thì bạn nào mà may mắn trúng ở nhớ là liên hệ lại với Duy. Nhớ là inbox coi như là comment ngay ở trên đây nha. Thì không biết là tất cả những cái xem trực tiếp ở đây á thì đã tham gia cái bonus chưa? Các bạn ơi, không, các bạn ở đây hiện tại Duy thấy đang có 42 bạn, thì không biết là 42 bạn này đã tham dự hết cái giveaway chưa. Duy sợ là nếu mà những bạn mà đang có xem cái buổi live này á mà không có comment ở bên cái video clip mà giveaway của Duy á, thì các bạn cũng sẽ không có được quay số trúng đâu. Ok, bây giờ là Duy sẽ cho các bạn xem nha. Nếu các bạn mà có xem những cái clip của Duy mà hay review là cái phần quà mà dành cho những khách hàng của Mercedes-Benz. Đó. Ok. Thì cái phần quà này á các bạn, này nó sẽ có là cái phần quà này nó bao gồm thứ nhất á là một cái hộp đựng nem cạc của Mercedes-Benz, nó có cái logo của Mercedes-Benz nè. Cái nem cạc nó như thế này. Cái hộp đựng nem cạc này các bạn. Thì cái hộp này thì có thể là được để thôi. Ha. Nó rất là đẹp, dễ thương lắm. Ok.
Thì một cái món thứ hai ở trong cái hộp quà này á, đó chính là cái chìa khóa có hình cái USB có hình cái chìa khóa nè nha, cái USB nè các bạn, nè các bạn thấy không, cái USB nè, rất là giống cái chìa khóa của Mercedes-Benz. Cái USB này nó 32 GB. Bạn Nguyên Nguyễn là comment là em xem cái clip giveaway của anh mấy chục lần. Ok nha, cái món thứ hai trong cái hộp quà này nha các bạn. Cái món thứ ba là pin để cài áo. Các bạn thấy không? Cái pin cài áo. Cái pin cài áo này á, thì các bạn có thể là cài ở trên áo á, như thế này nè. Các bạn có thể cài trên áo như thế này. Nha. Đây. Các bạn có thể cài trên áo như thế này thì nó nhìn rất là hay. Ok không? Đó thì cái pin này thì Duy hay cài ở trên cái áo vest mà Duy mặc á. Ok ha. Cái pin này á, thì nó nhỏ xíu như thế này thôi. Có cái logo của mình. Thì cái pin này Duy hay cài trên áo vest á. Và cái pin này á, thì Duy thấy ở bên Duy bán nó khoảng 500 nghìn thôi à. Nó cũng không có bao nhiêu hết. Tiếp theo cái món thứ tư ở trong cái hộp quà này đó chính là một cây bút của Mercedes-Benz. Rất là đẹp không? Đó, các bạn thấy không? Cái bút rất là đẹp. Ok ha. Và cái món mà cuối cùng á là một cuốn sổ để chúng ta có thể là ghi chép. Đó, thì cái cuốn sổ này á, bên trong nó như thế này. Đó, sử dụng cuốn sổ này để ghi chép. Thì cuốn sổ này nó cũng sẽ giống như bao cái cuốn sổ khác thôi. Nhưng mà ở đây nó chỉ có cái logo của Mercedes-Benz. Và cái cuốn sổ này thì được lớp da simili nhìn rất là đẹp ha. À, các bạn muốn là cái phần bonus này á, là nguyên một cái phần như thế này. Sẽ dành cho một bạn hay là từng cái món trong đây sẽ dành trong đây có là 2 4 5 món và thì dành cho 5 bạn. Đó thì các bạn cho ý kiến nha. Đó thì các bạn muốn là chia là một hộp này dành chỉ cho một bạn thôi, bonus dành cho một bạn thôi. 6 người. Bạn D là 6 người. Ok, bây giờ Duy sẽ còn có một cái này nữa. Cái này thì chắc là chất lượng không nhiều cho nên là thôi Duy sẽ bỏ. Ok. Bonus thêm một cái nữa nha các bạn. Chia ra anh ơi, hóng quá, 5 bạn anh ơi. Ok. Thì Duy sẽ tặng cái hộp này dành cho một cái bạn thứ 6 luôn. Đó, Duy có bao nhiêu quà Duy sẽ tặng hết. Nguyên bộ mới xịn anh ơi, nguyên bộ mới xịn anh ơi. Một người Duy Nguyễn nếu nói như bạn cái giải nhất mỗi người một bộ phận cho nhanh. Một người nguyên bộ đi anh. Bộ đi anh. Một người thì nhìn nó giá trị hơn các bạn ha. Bạn anh Nguyễn thì chỉ muốn là dành cho một người thôi. Bạn anh Nguyễn comment rất là nhiều ha. Bạn anh Nguyễn chỉ muốn dành cho một người thôi. Để ghi xem coi. Nguyên bộ ha. 5 món ha. Thì ở đây có rất là nhiều cái ý kiến. Có bạn thì comment muốn là dành cho mỗi người một món. Và có bạn thì muốn là dành cho một người thôi.
Đó thì chắc là Duy quyết định ha. Duy quyết định nha. Duy quyết định được cái phần quà này mà nếu mà chúng ta chia nhỏ ra nữa thì nó rất là nhỏ, tại vì là ở đây nó chỉ có là một cái pin rất là nhỏ ha. Chắc là cái này thì Duy quyết định luôn quá, chắc là dành cho một người thôi nha. Dành cho một người thôi. Thì ở đây nó có cái bút nè, một cái quyển sổ nè, và có cái USB nè. Nói chung là cái phần quà này nó còn rất là ok á. Ok, không thua gì cái giải đặc biệt là chiếc xe mô hình đâu. Thôi bây giờ Duy quyết định nha, là dành cho một, tại vì thật sự bây giờ cái view clip nãy giờ nó cũng hơi dài rồi, các bạn mà xem lại thì nó hơi cực á. Hy vọng là lần sau đi, lần sau Duy sẽ có nhiều cái quà những bạn ở đây. Và bonus lần này Duy không phải là có một nữa mà là Duy sẽ có hai luôn. Thì đây là một cái phần quà bonus, và đây là một cái phần quà bonus. Thì cái hộp này á, là cái hộp mà các bạn có thể là sử dụng để mà gạt tàn thuốc đó. Thì nếu mà bạn nào có xe ô tô rồi là để lên xe ô tô của mình, còn không thì các bạn có thể là để ngay cái góc mà trên bàn học tập hay là trên bàn làm việc á, thì có thể để được những cái vật dụng nhỏ nhỏ gì ở đây nó hay nha. Ok nha, bây giờ là Duy sẽ quay đầu tiên, đó chính là cái hộp này nha. Cái hộp này là Duy quay đầu tiên đó cho cái phần bonus lần này. Và cái phần bonus lần này Duy xin nhắc lại luôn là Duy chỉ dành cho những xem cái livestream này thôi. Và những cái bạn mà xem livestream này á, thì bạn nào mà có tên thì các bạn sẽ nhắn inbox lên ngay liền nha. Và các bạn nhắn, nhớ nhắn càng nhiều càng tốt nha, tại vì là cái phần mà comment nó sẽ trôi liên tục luôn đó. Các bạn cứ nhắn liền vào là Duy thấy là nó sẽ xuất hiện cái tên của bạn ấy liền, thì Duy sẽ note lại luôn. Bạn D Nguyễn sắp đi, ok bây giờ Duy sẽ nhanh hơn nha. Ok, không để bạn D Nguyễn chờ lâu nữa để nấu cơm nữa. Ok, bây giờ tiếp theo Duy sẽ quay cái phần bonus random cho cái hộp đựng tàn thuốc này. Ok. Bạn MNO Phu comment là em là một người cũng khá là mê xe, video nào của anh em cũng theo dõi, ủng hộ kênh kênh của anh mau chóng đạt 100.000 sub lớp mẹt. Ok, chúc mừng bạn MTBN OFU đã cái comment cũng như là một cái like cho cái video clip này. Ok. User. Không biết là bạn có ở đây không nhỉ? Bạn MTBN OFU. Có bạn M T B O F U không? Không thấy bạn trả lời. Không thấy bạn trả lời. Không có bạn trả lời nha, không có bạn ấy trả lời nha. Mình quay tiếp theo nha. Không chờ nữa nha, quay nha. Ồ. Ok. Bạn MTBNOU OFU nhắn tin cho Duy nha, thì Duy sẽ tặng cái bà cái hộp mà gạt tàn thuốc này. Ok, để Duy lưu lại. Hộp gạt tàn thuốc
MTNO, MTBNOOK. Okay. Bạn đặt cái tên channel của bạn đọc không biết luôn, đọc mấy lần mà còn sai á. Xong chương trình xổ số kết thúc thành công tốt đẹp. Còn nha, còn cái phần quà này. Ok, bây giờ mình tiếp theo cái phần bonus cuối cùng nha. Bonus cuối cùng nha. Ok, bây giờ quay luôn. Bây giờ Duy sẽ quay luôn nha. Ok, 1, 2, 3. Kiệt Anh Huỳnh Dương, 3 comment, không có like. Em đã chia sẻ video của anh 2 lần. Mong anh re-like, cũng như là em cũng mê xe mô hình lắm. Ước gì như anh. Thì ok, cảm ơn em đã chia sẻ video của anh tới 2 lần luôn. Và cái phần quà này thật sự là dành cho Kiệt thì cũng rất là xứng đáng thôi. Bởi vì là Kiệt cũng rất là mong muốn để trúng được cái giải giveaway lần này. Ok, thì chúc mừng bạn Kiệt Anh Huỳnh Dương. Thì bạn Kiệt Anh Huỳnh Dương có ở đây không? Bạn Kiệt Anh Huỳnh Dương có ở đây không vậy? Bạn Kiệt Anh Huỳnh Dương. Bạn Kiệt Anh Huỳnh Dương đâu rồi? Kiệt đâu? Kiệt đâu? Kiệt đâu rồi? Bạn Kiệt đâu? Bạn nào có số điện thoại của bạn Kiệt không? Trời ơi, bạn Kiệt này bả comment tới 3 lần và share video clip của Di tới 2 lần đó. Thật sự mà nếu mà không có dành cho bạn ấy có phần quà này thì cũng rất là chắc là không có Kiệt rồi đúng không các bạn? Nát 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 nha, nát nha. Chờ hơi ok. Di sẽ chờ bạn bạn Kiệt 2 phút nữa. Thì hiện tại bây giờ trên cái đồng hồ của Di là 4 giờ 56 phút rồi. Đến là 4 giờ 58 phút thì Di sẽ tiếp theo nếu mà Kiệt không có vào. Livestream. Anh đang livestream nè. Nè nè nè. Chơi vậy sao công bằng hả? Kiệt đang cách ly, Kiệt chở bà nội đi tập gym rồi anh ơi. Bạn bạn Nhật là kêu quay tiếp nè. Nét nè. Không chờ nét nha, ok. Comment 76 lần không trúng. Anh Nguyễn comment 70. Bạn nào mà trúng thì liên hệ với Duy qua số điện thoại của Duy, hoặc là bất kỳ những cái thông tin nào mà có thể liên hệ với Duy được thì bạn cứ liên hệ ha. Thì liên hệ qua Facebook cũng được, Zalo, SMS, hoặc là trên ở trên YouTube cũng được. Next comment, ok. Bây giờ mình next nha. Ok, bắt đầu Duy sẽ tiếp theo nếu mà bạn Kiệt không có nhận cái phần quà này. Ok. Ok, tiếp theo nha. Đây, bạn Tuyên Nguyễn Huy. Hello anh nha. Tuyên Nguyễn Huy. Tuyên Nguyễn Huy. Bạn Tuyên Nguyễn Huy.
bạn Tuyên Nguyễn Huy là chỉ comment là hello anh nha thôi. Nhưng mà bạn ấy đã trúng một cái phần quiz vòng quay lần này. Bạn Tiên Nguyễn Huy có ở đây không? Không các bạn ơi, bạn đổi tên thì đổi tên coi như là đâu. Nhưng mà đổi tên thì biết ngay à. Hiện tại bây giờ thì các bạn đâu có đổi kịp đâu, duy chỉ là quay rồi không được thì liền. Report bây giờ. À, coi chừng bạn hủy tư cách. Sao bạn bắp làm gì mà để cho mấy bạn phản ứng dữ vậy? Là đã trúng giải rồi mà. Bạn Tiên đâu rồi? Triệu hồi huy của triệu hồi Tiên gấp nha. Tiên hay là tiền đây? Ok thôi bây giờ Huy Tiên không có ở đây thì bắt đầu là Duy sẽ tiếp theo luôn nha. Tiếp theo nha. Nát nát đây. Ok. Để cho những người khác được với bạn ơi. Ok, bây giờ Di sẽ nát luôn. 1, 2, 3. Nghiệp Trần. Bạn Nghiệp Trần. Bạn Nghiệp Trần có ở đây không? Bạn Nghiệp cũng sẽ không có ở đây luôn hả sao á. Di chờ một xíu nữa nha, nếu bạn Nghiệp không có thì Di quay tiếp. Chịu hồi bạn Nghiệp, chịu hồi bạn Nghiệp. Hiệp đi comment nhiều quá trời ơi bạn Nghiệp ơi, Di muốn cái phần quà này trúng nhanh nhanh đi để còn kết thúc cái video clip nữa thì lại nát luôn nha. Ok nát nha. Ok 1 2 3 nát. Trương Binh Trương bạn có hai cái phần quà cuối cùng nhưng mà lâu quá. Nó còn lâu hơn hả? Duy làm cho năm năm sáu cái phần quà trước. Binh Chương đâu rồi? Em bạn
Thịnh Nguyễn Trương comment hỏi là Di bao nhiêu tuổi? 20 tuổi nha. Bạn chơi bingo ha. Nát nát nha, ok, không đợi nữa, nát nha. Để mấy bạn đợi lâu. Bình Chương đây, Bình Chương đây rồi. Ok. Bạn Bình Chương đây rồi. Ok. Ok. Ok, có bạn rồi. Bây giờ Di sẽ lưu lại nha. Thì kết thúc cái phần quà. Ok, chúc mừng bạn Binh Chương. Thì bạn Binh Chương liên hệ với Duy nha, để mà Duy sẽ gửi hộp này cho bạn. Thì Duy sẽ kiểm tra lại ha, bạn nào mà có comment cũng như là ấy thì Duy sẽ kiểm tra lại. Tại bạn mà có comment lên cái video clip đó thì nó cũng thể hiện rất là lâu rồi, cũng như là cái kênh của bạn á, thì nó sẽ phần mà Duy nghĩ chắc là cái phần mà avatar, nếu mà bạn có đặt avatar thì Duy cũng sẽ xem lại được. Các bạn đừng có sợ là phát nha. Các bạn đừng có sợ là các bạn tạo cái nick giả, thì Duy sẽ kiểm tra bằng cách lên lại xem lại tất cả những cái comment ở trên video clip và Duy sẽ inbox trên đó, thì nhớ là trả lời trên đó lại một lần nữa thì Duy sẽ xác nhận cho nó chính.